Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, Đường Thái Tông Lý Thế Dân là vị hoàng đế thứ hai của Vương triều Đại Đường trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Thuở thiếu thời, ông chính là người đã khuyên cha mình khởi binh lật đổ nhà Tùy, lại có công đánh dẹp các thế lực đối kháng và gây dựng nên cơ nghiệp Đường triều. Cũng bởi vậy mà Lý Thế Dân sau này vẫn thường được nhìn nhận như một vị hoàng đế khai quốc, đồng sáng lập với nhà Đường. Thế nhưng dù được xem như một vị minh quân, cuộc đời của Đường Thái Tông Lý Thế Dân vẫn tồn tại một vết đen khó có thể gột rửa. Đó là trận chiến huynh đệ tương tàn giữa ông và những người anh em ruột thịt xảy ra vào năm 626, sử cũ gọi là sự biến Huyền Vũ Môn. Tuy nhiên, điều khiến hậu thế thắc mắc là tại sao khi thanh trừng cả anh và em trai để cướp ngôi, tại sao Lý Thế Dân không nhổ cỏ tận gốc mà lại tha mạng cho người cha của mình? Phải chăng do lương tâm cắn rứt mà ông không thể ra tay? Tất cả sự thật sẽ được hé lộ ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Cho đến tận ngày nay, sự biến Huyền Vũ Môn do Lý Thế Dân phát động vẫn được nhắc đến khi người ta luận về việc tạo phản hoặc tranh ngôi đoạt vị của các hoàng tử Trung Quốc thời cổ đại. Theo ghi chép lịch sử, trong quá trình Lý Uyên gây dựng nhà Đường, Lý Thế Dân đã có đóng góp vô cùng to lớn, còn Thái tử Lý Kiến Thành cũng không phải hạng tầm thường, bởi vậy mới có chuyện hai hổ tranh đấu. Lý Kiến Thành là con cả nên được lập làm Thái tử, Lý Thế Dân được phong làm Tần Vương kiêm Thượng Thư Lệnh, Thiên Sách Thượng Tướng, không còn gì để phong thêm nữa. Hai anh em Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành đều có quân đội riêng của mình, cạnh tranh sâu xé lẫn nhau như nước với lửa. Trên thực tế, khi Lý Uyên tại vị, Lý Thế Dân từng nhiều lần xuất chinh nhưng không hề có binh quyền, bởi binh quyền luôn nằm trong tay Lý Uyên. Trong lịch sử, người nắm binh quyền mới là kẻ đứng đầu thực sự, bởi thế Lý Thế Dân chưa phải là mạnh nhất. Ngoài ra, khi Lý Uyên còn tại vị, Lý Thế Dân cùng lắm cũng chỉ là một hoàng tử được tiếp xúc với quân đội. Hơn nữa Lý Uyên đã lập thái tử, điều này một lần nữa chứng minh Lý Thế Dân chỉ là hạng thứ, Lý Kiến Thành mới là con trưởng. Trong xã hội phong kiến, người được nối ngôi thường là con trưởng chứ ít khi chỉ định con thứ. Sống trong cảnh đấu đá, anh em âm mưu chưa khử lẫn nhau, Lý Thế Dân đã đi trước anh và em trai mình một bước. Cụ thể là trong sự biến Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân đã cho người mai phục ở cổng Huyền Vũ, giết chết anh cả là Thái tử Lý Kiến Thành và em trai thứ tư Lý Nguyên Cát. Tình thế khi đó vô cùng hung hiểm và muôn phần cấp bách. Nếu như Lý Thế Dân không ra tay trước, có lẽ ông ta cũng sẽ bị Lý Kiến Thành diệt trừ. Nếu đã như nước với lửa, vậy thì cuối cùng Lý Thế Dân đã lựa chọn giáng đòn phủ đầu. Sau sự kiện đó, Lý Uyên cũng hoàn toàn bị khống chế. Uất Chỉ Cung, một võ tướng và công thần khai quốc của nhà Đường, mình đầy máu đứng ngay bên cạnh, hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Ông đành lựa chọn nhận thua, thừa nhận địa vị hợp pháp của Lý Thế Dân. Về phía Lý Thế Dân, vị hoàng tử này khi đó thừa hiểu rằng mình đã là người giành chiến thắng cuối cùng. Huyết mạch hoàng thất khác đều đã bị ông chặt đứt. Vương triều Đại Đường nếu như muốn tiếp diễn, cha ông muốn được hưởng hương khói thờ cúng sau khi quy thiên, vậy thì bắt buộc phải thỏa hiệp với ông. Trên thực tế, Lý Uyên đã sáng suốt ủng hộ Lý Thế Dân để cả nhà hòa thuận. Nếu Lý Uyên không hợp tác, cũng chẳng ảnh hưởng tới việc nắm giữ đại quyền của Lý Thế Dân. Thế nhưng lý do lớn nhất khiến Lý Thế Dân không giết Lý Uyên có lẽ không phải là vì không dám. Nếu thật sự bị ép vào đường cùng, có thể Lý Thế Dân vẫn sẽ ra tay để loại bỏ mối uy hiếp cấp bách trước mắt. Trong lịch sử Trung Quốc, không phải chưa từng có tiền lệ như vậy, như Triệu Vũ Linh Vương năm xưa đã phải chịu cảnh chết đói ở Sa Khâu. Suy cho cùng, danh tiếng và tính hợp pháp đều là thứ khá xa vời. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, rất có thể Lý Thế Dân sẽ tạm thời không cân nhắc đến lợi ích lâu dài. Bởi vậy, ngoài không dám, nguyên nhân lớn nhất lý giải việc Lý Thế Dân không giết Lý Uyên chắc hẳn là không cần thiết. Và mặc dù may mắn giữ được tính mạng sau chiến biến, thế nhưng Đường cao tổ Lý Uyên lại bị chính con ruột mình ép phải nhường ngôi. Cũng bởi vậy mà có ý kiến cho rằng, ông ngoài mặt thì an phận làm Thái Thượng Hoàng, còn bên trong lại luôn đem lòng uất hận đối với người con thứ quá mức tài năng như Lý Thế Dân. Có giai thoại còn truyền lại rằng, khi xưa trước lúc băng hà, Lý Uyên vẫn không quên mối hận năm nào, vì vậy ông đã nói với Lý Thế Dân một lời hết sức cay nghiệt. Người giết con cháu ta thì sau này con cháu người cũng sẽ bị như vậy. Quý vị thân mến, sau biến cố xảy ra ở cổng Huyền Vũ năm ấy, toàn bộ các con trai của Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đều bị xử chém để diệt trừ hậu họa.
Tuy nhiên, hầu hết nữ quyến của gia đình đều may mắn giữ được mạng sống, đặc biệt là hai vị thê tử nổi tiếng xinh đẹp của họ là Trịnh Thị và Dương Thị cũng nằm trong số đó. Điều đáng nói còn nằm ở chỗ, cả Trịnh Thị và Dương Thị đều là thuộc vào hàng sắc nước hương trời. Tuy nhiên, Lý Thế Dân dù đã bất chấp dư luận để nạp người em dâu họ Dương vào hậu cung, nhưng vẫn không dám đụng tới người chị dâu của mình. Vậy đâu là lý do khiến hai mỹ nhân này dù sở hữu hoàn cảnh tương đồng nhưng lại có kết cục khác nhau đến vậy? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nạp em dâu vào hậu cung, Lý Thế Dân cả đời mang tiếng khử em đoạt vợ. Không lâu sau sự biến xảy ra ở Huyền Vũ Môn, Vương Phi Dương Thị, vợ của Tề Vương Lý Nguyên Cát, tức em dâu của Lý Thế Dân, đã được nạp vào hậu cung của Tân Đế làm phi tần. Về thân thế của mỹ nữ khiến Đường Thái Tông bất chấp tiếng điều để lấy làm thiếp, cựu Đường Thư từng ghi lại. Dương Thị vốn xuất thân danh môn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng lại là hậu duệ của hoàng tộc họ Dương thuộc Tùy Triều. Có giai thoại thì truyền lại rằng, vị mỹ nhân họ Dương ấy vốn có tên là Khuê Mi, từng là ca nữ nổi tiếng thành Trường An, hát hay đàn giỏi, am hiểu sách thánh hiền, có tài xuất khẩu thành văn. Thế nhưng dù là hậu duệ hoàng tộc Tiên Triều hay là ca nữ nức tiếng trong kinh thành, có thể thấy Dương Thị khó có thể lọt vào mắt xanh của vương gia nhà Đường nếu chỉ dựa vào xuất thân có phần nhạy cảm như trên. Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở chỗ, mỹ nữ họ Dương này được miêu tả là sở hữu nhan sắc vô cùng xuất chúng, dung nhan mỹ lệ tới mức khiến cho phụ nữ nhìn thấy cũng phải động lòng. Chính vẻ đẹp hiếm có ấy đã giúp Dương Thị lọt vào mắt xanh của Tề Vương Lý Nguyên Cát và trở thành vương phi danh chính ngôn thuận của Đường Triều. Từ sau khi thành gia lập thất cùng với Tề Vương, cuộc sống của mỹ nhân họ Dương cũng được xem là hết sức viên mãn. Nếu biến cố ở Huyền Vũ Môn không xảy ra, có lẽ Dương Thị đã có thể sống êm đềm tới cuối đời với thân phận vương phi của mình. Năm 626, Tề Vương Lý Nguyên Cát bỏ mạng ở cổng Huyền Vũ dưới tay anh trai ruột là Lý Thế Dân. Sự biến năm ấy cũng đã trở thành một bước ngoặt khiến Dương Thị có cơ hội đổi đời. Sau khi hạ sát Tề Vương và nhanh chóng yên vị trên ngai vàng, Lý Thế Dân tiếp tục làm ra một hành động kinh thiên động địa, đó là công khai nạp em dâu Dương Thị vào hậu cung làm phi tử. Thậm chí vị vua này đứng lúc tại vị đã từng có ý định lập Dương Thị làm hoàng hậu kế nhiệm sau khi trưởng tôn hoàng hậu qua đời. Nếu không có sự can gián khẩn thiết từ quần thần, rất có thể người em dâu năm nào của ông đã đường đường chính chính bước lên ngai vị của một chính thê. Về phần Dương Thị, sau khi gia nhập vào hậu cung của Lý Thế Dân, nàng đã được phong tới chức quý phi và sinh hạ cho vị vua này một người con trai. Chính bởi Lý Thế Dân trước sau bất chấp dư luận, mặc kệ tiếng điều để sủng ái Dương Thị, nên có ý kiến từng cho rằng, việc ông phát động chính biến ở Huyền Vũ Môn, ngoài mục đích tranh ngôi thì còn ẩn giấu động cơ chiếm đoạt cả người em dâu xinh đẹp. Và cho tới ngày nay, việc lấy em dâu làm thiếp vẫn bị coi là một trong những vết nhơ khó có thể gột rửa trong cuộc đời của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Danh tính người chị dâu sắc nước hương trời từng khiến Đường Thái Tông phải kiêng dè. Mặc dù cùng phải chịu chung cảnh nhà tan cửa nát sau khi phu quân bị đoạt mạng trong sự biến Huyền Vũ Môn, tuy nhiên, số phận của Thái tử Phi Trịnh Thị, vợ của Thái tử Lý Kiến Thành, tức chị dâu của Lý Thế Dân, lại khác xa so với Tề Vương Phi Dương Thị. Sử cũ ghi lại, Thái tử Phi Trịnh Thị, sinh năm 599, mất năm 676, tên đầy đủ là Trịnh Quan Âm, người đất Huỳnh Dương, xuất thân trong một gia tộc nhiều đời làm quan từ thời nhà Tùy cho đến thời nhà Đường. Tương truyền rằng Trịnh Thị lúc sinh thời cũng sở hữu dung mạo vô cùng xuất chúng. Mặc dù nhan sắc của nàng không mê người như Dương Thị, nhưng cũng được xem là một khuê nữ có tiếng. Nhờ có vẻ ngoài xinh đẹp, lại thêm xuất thân rất mực danh giá, Trịnh Thị đã được chỉ hôn cho Lý Kiến Thành và trở thành Thái tử Phi của Đường Triều. Nếu sự biến Huyền Vũ Môn không xảy ra, vị Thái tử Phi họ Trịnh ấy rất có thể đã bước lên ngai vị mẫu nghi thiên hạ để sánh vai bên trượng phu của mình. Chỉ tiếc rằng cuộc chính biến năm ấy đã đẩy cuộc đời vốn tươi sáng của nàng vào một con đường tăm tối khác. Vào năm chính biến Huyền Vũ Môn phát sinh, Trịnh Thị khi ấy mới 28 tuổi. Nàng từng sinh hạ cho Thái tử Lý Kiến Thành 6 người con trai. Nếu không kể đến trưởng tử mất sớm, thì người con lớn nhất cũng mới chỉ lên 11 tuổi. Cái chết của Thái tử Lý Kiến Thành kéo theo việc toàn bộ các con trai bị chém đầu năm ấy đã biến Trịnh Thị trở thành một quả phụ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Từ sau biến cố nói trên, vị Thái tử Phi năm nào đã phải chuyển tới sống ở trường nhạc môn, ngày ngày âm thầm chăm sóc những người con gái may mắn còn sống sót của mình, đồng thời tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho người thân. Về việc Lý Thế Dân bất chấp mọi thứ để chiếm đoạt em dâu nhưng lại không dám đụng tới người chị dâu họ Trịnh này, các sử gia Trung Quốc đưa ra hai lý giải như sau. Thứ nhất, khác với Dương Thị xuất thân thua thiệt, Trịnh Thị đến từ một danh gia vọng tộc,
với danh tiếng và bối cảnh vô cùng vững chắc. Chính bệ đỡ xuất thân này đã khiến Lý Thế Dân ít nhiều lo sợ và chuồn bước. Thứ hai, thực chất một khi đã lên ngôi hoàng đế, việc Lý Thế Dân muốn nạp người chị dâu họ Trịnh vào cùng cũng không phải là điều không thể. Tuy nhiên, điểm đáng lưu tâm nằm ở chỗ, ngoài mối thù giết chồng, Lý Thế Dân còn là người trực tiếp gây ra cái chết của 5 người con trai do Trịnh Thị thân sinh. Đây chính là điểm khác biệt hết sức lớn giữa Trịnh Thị và Dương Thị, bởi việc Dương Thị có con với chồng cũ hay không vẫn là điều chưa được làm rõ. Còn việc Trịnh Thị sinh hạ 6 người con trai cho Thái tử Lý Kiến Thành lại được chính sử công nhận. Vì vậy có thể nói, mối thâm thù của Thái tử Phi họ Trịnh với người em chồng như Lý Thế Dân là không thể xóa bỏ. Nếu ông bất chấp mọi thứ để nạp chị dâu vào họ cùng thì chỉ tăng thêm nguy hiểm cho bản thân chứ không đổi lại được lợi ích lớn lao nào khác. Thế nhưng cho dù mối quan hệ của hai nhân vật này có ẩn tình ra sao thì việc Lý Thế Dân chỉ nạp người em dâu họ Dương vào họ cùng và buộc phải bỏ qua chị dâu Trịnh Thị vẫn là một sự thật lịch sử không thể thay đổi. Và cho tới ngày nay, cùng với sự kiện giết huynh sát đệ ở Huyền Vũ Môn, việc Lý Thế Dân công khai chiếm đoạt em dâu làm thiếp đã trở thành một trong những vết nhơ khó có thể gột rửa trong cuộc đời của vị hoàng đế nổi tiếng đường triều ấy. Quý vị thân mến, năm 626, Tần Vương Lý Thế Dân phát động sự biến Huyền Vũ Môn, trực tiếp hạ sát hai người huynh đệ ruột của mình là Thái tử Lý Kiến Thành và Tề Vương Lý Nguyên Cát để tranh đoạt ngôi báu. Sau sự biến đó, Lý Thế Dân trước sau bất chấp dư luận, mặc kệ tiếng điều để sủng ái Dương Thị, nên có ý kiến từng cho rằng việc ông phát động chính biến ở Huyền Vũ Môn ngoài mục đích tranh ngôi thì còn ẩn giấu động cơ chiếm đoạt cả người em dâu xinh đẹp. Và cho tới ngày nay, việc lấy em dâu làm thiếp vẫn bị coi là một trong những vết nhơ khó có thể gột rửa trong cuộc đời của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Quý vị nghĩ sao về hành động của vị vua này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!